đường quá, tắc đường quá. Bình an security, cá có ve gót đi. Mặt thì chưa. Thank you.
Sau một thời gian không được vào là bây giờ văng tanh rồi các cụ ạ. Em cũng chuẩn bị đi về đây. Đừng mãi không xin được slot nào các bạn. Chắc là đi về đó. Hôm nay xịt rồi, đi xin việc xịt rồi.